Mệt mỏi đi kiếm mày khắp các hang cùng ngõ hẹp ở Sài Gòn này, mệt mỏi lắm không? Dạ em biết ông rồi. Tài ông cứu tụi tao như chó, mày biết không? Hả? Anh ơi em lại anh tha cho em đi, tha cho em đi mà, em không trốn nữa đâu, tha cho em lần này đi. Ngon lắm mà. Đừng mà. Em lại anh mà, ngon lắm mà. Em lại đi. Anh. Em lại cái gì mà lại? Không dám nữa đâu, anh ai cho em đi. Mày cũng sợ nữa hả? Tao nói cho mày biết, mày có chạy được trời cũng không thoát khỏi đại ca đâu. Dạ em đâu dám đâu anh. Tiền tháng trước mày còn thiếu, tháng này mày định sụp phải không? Dạ, dạ, không không, em không có dám đâu. Anh về nói đại ca thương cho em đi, tháng sau có gì em trả cho, chứ giờ em túng quá, em không có tiền. Không có tiền thì sụp hả mày? Mày, lột đồ đưa ra cho tao. Đi ra mày. Đừng mà. Đừng lột đồ em. Em có tiền, em có tiền, em có tiền. Chờ chút. Vậy tại sao nãy giờ mày không chịu nói sớm? Mày quên sao mày nói hả? Dạ. Rồi đây. Mày giỡn với tao hả? Mày thiếu đại ca 100 triệu. Dạ. Mày đưa có 300 ngàn hả? Mẹ mày. Dạ. Tụi mày, lôi nó về gặp anh ta. Dạ. Đi mày. Đi. Đừng mà. Đừng mà. Làm ơn đi. Dạ mày. Đừng mà. Tha cho tôi lần này đi. Tha đi. Mày chạy lên, chạy chạy lên, mày chạy lên, chạy lên, mẹ nó, nó ra lại, mày đi hướng này, còn mày theo tao, dạ. Ra đi. Đừng có sợ, đi hết rồi. Nè, có sao không? Tôi đói. Nhà khác nữa. Hả? Cô tên gì? Cô làm gì mà bị tụi nó uy hiếp dữ vậy? Tôi tên Lam. Làm gái. Nghe tụi nó đòi tiền tôi trong nhà qua còn làm bộ hỏi. Xạo không à? À quên nữa. Nãy giờ mình cảm ơn anh. Tên gì ạ? Vũ. Ừ, Vũ là gió hả? Làm gì nhìn dữ vậy? Nghe nói tôi làm gái sợ hả? Cô nhìn tôi có thấy giống tôi sợ cô không? Nãy anh cầm dao trên tay á, là tôi biết anh cũng là dân chém người. Bộ tôi nói không phải sao, làm gì trừng mắt dữ vậy?
Cô làm gì cho bộ lúc nãy hả? Tụi nó là ai vậy? Đàn em của ông Tài Miếu Nổi. Tài Miếu Nổi? Nó là dân cờ bạc, nổi tiếng khu Miếu Nổi á. Gia đình giàu có, xài tiền như nước á. Nó không có tiếc tiền khi thua. Thằng đó máu liều máu điên cũng có tiếng á. Thằng đó mới là thứ dữ á. Bây giờ nha, nó còn là giám đốc của một công ty tài chính nữa. Công ty của nó là công ty tài chính Thần Tài. Hồi trước á, con này nè, cũng là số 1 ở đó đó. Tôi hiểu. Vậy là cô kiếm tiền hay là du khách cho nó đúng không? Anh cũng không phải thiếu muối ha. Nhìn cô cũng ngon quá. Làm gái bình thường chứ không ai tin. Nhìn gì? Bộ tôi nói không đúng sao? Dạo này á, ế quá, ít khách, không đủ tiền nộp cho tụi nó, nên tụi nó ức hiếp. Chị không nổi tôi mới bỏ trốn. Ờ, mà tôi thấy nha, hình như kinh tế khó khăn hay sao á, người ta cũng mất đi chơi nữa. Cô không sợ tụi nó tìm cô truy sát cô hả? Sợ chứ. Nhưng mà tôi ở đó chết dần chết mòn cũng vậy à. Có khi á, bị tụi nó bắt hả, chơi không, có nước tức chết á. Đồ thứ đàn ông mất dạy. Ê ê, tôi cũng là đàn ông nha, đàn ông đích thực đó. Nói chứ cô cứ tha hồ chữa cho đã hận đi. Tôi cũng là một thằng khốn nạn lắm. Mỗi thằng khốn nạn một kiểu. Ừ, cũng đúng. Mỗi thằng khốn nạn một kiểu, không thằng nào giống thằng nào hết đó. Có thằng á, nhìn trí thức thiệt nha, mà lên giường á, giống như là thằng biến thái á. Mà hình như á, tôi thấy xã hội bây giờ á, giống như là ai á, cũng phải đeo mắt kiếng để giả danh là trí thức vậy á. Giống như là để cho đối phương tin mình vậy á. Tôi bị làm hoài. Nhiều khi tức quá, tôi đá cho nó một cái, nó lại như heo bị cắt tiết vậy. Nhưng sau đó thằng Tài á, nó trừng phạt tôi đau gấp 2-3 lần vậy á. Thằng đó nó ác lắm. Vậy mà trước đây á, tôi từng là người đàn bà của nó. Ai gặp tôi cũng nịnh. Mẹ nó, đời là vậy đó, lên dồi xuống chó. Ê, nè, chắc cô có học hả? Ăn nói văn chương quá vậy. Tôi nghe lùng bùng lỗ tai quá. Nhưng mà ráng ráng á, thì cũng hiểu được chút gì cô nói. Học cao mà nghèo á, cũng bị thằng nhà giàu nó gạt. Ở dưới quê á nha, con này cũng học cao lắm á, cao đẳng tin học. À, là về di tính đó hả? Cái đó thì tôi mù tịt. Tôi có một bạn á, nó cũng biết chút ít đủ xài. Nè, nhà cô ở đâu vậy? Lát nữa tôi cho tiền cô về nha. Tôi nhiều nhà quá à. Giờ anh hỏi tôi nhà nào? À, công viên, vỉa hè, gầm cầu. À, sang sang chút thì khách sạn, nhà trọ đếm không xuể. Những cái đó là nhà tôi hết á. Nay đây mai đó, ở một chỗ á, công an tóm, bộ ngu hả? Mà không chừng công an tóm nó bắt thêm tội lừa đảo trai tơ. Cô cũng hài quá ha. Vậy giờ cô định làm gì? Cô định trốn tụi nó nữa hả? Mà bây giờ cô tính trốn ở đâu? Chưa biết nữa. Đường cùng rồi. Dĩa mì này ngon á. Thôi kệ, có chết là ma non không phải ma đói. Còn tôi á nha, nếu có gặp tụi nó tốt nhất là chạy. Tôi chạy nhanh lắm á, tại bữa nay tôi đói quá à, chạy không nổi. Kệ, được bữa nào hay bữa đó. Biết đâu được á, giống như bữa nay nè, may mắn gặp anh. Được ăn ngon nè, uống ngon nè. Tôi nói nè, sao cô không chạy về tỉnh, về quê? Có ba má, có gia đình bảo vệ cho cô. Sài Gòn sống còn không nổi, trôi về tỉnh chết còn sớm hơn. Không chừng chết vì bệnh, vì nhục. Ba má tôi á,
sẽ lên cơn đau tim mà chết vì tức. Khi thấy con gái ông bà bây giờ cầm thuốc hút, chơi heroin, có khi chơi ma túy đá đen nữa, về quê thà chết sướng hơn. Nè, còn thuốc không? Xin điếu coi. Mà ở quê á thì cũng có giang hồ. Tụi giang hồ miệt vườn á, nó sẽ xé xác anh ra. Anh đúng là khờ. Nghe nói là biết anh mới lên Sài Gòn đúng không? Thôi tôi đi trước nha. Đợi tôi nói tới đây á là anh bỏ mạng đó. Lâm. Khoan đã. Cô ngồi đi. Nếu bây giờ cô đã đến đường cùng rồi, hay là về chỗ của tôi đi. Tôi đang ở một mình trong khách sạn của một người anh, an toàn lắm. Cô không ngại thì cứ về ở chung với tôi. Bao nhiêu? Cái gì? Anh tính trả tôi nhiêu tiền? Cô muốn nhiêu? Tôi không muốn trao đổi với anh, vì anh là ân nhân của tôi. Tôi cũng không muốn mất thần tượng của mình, hình ảnh ân nhân của tôi, ít nhất là trong ngày hôm nay. Cô đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ muốn cô tìm được một nơi để chăm sóc vết thương. Chỗ của tôi an toàn hơn cho cô. Anh đang thương hại tôi. Tôi sống lây lất quen rồi. Anh mời tôi bữa ăn này á là tôi đã biết ơn anh rồi. Anh không cần phải tử tế với tôi nữa đâu. Ý của tôi không phải vậy. Tôi thật sự cũng không phải là thằng tốt lành gì. Tôi lên đây cũng là để làm giang hồ để kiếm cơm. Nhưng hiện tại tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô. Cô bị thương nhiều lắm, chăm sóc vết thương đi. Khi nào khỏe muốn đi đâu thì đi. Tốt nhất á là anh không nên kéo tôi theo, vì anh sẽ gặp nguy hiểm đó. Tôi không sợ nguy hiểm. Nếu như sợ thì hôm nay tôi đã không cứu cô rồi. Tôi đang chạy trốn đó. Tôi cũng cùng cảnh ngộ với cô mà. Tôi cũng hiểu nỗi khổ của kẻ chạy trốn. Vậy thì bây giờ anh không cần phải kéo người khác theo chi cho nặng lòng. Ok. Lâm, cô đừng đi. Tụi bay nghe lời tao dặn chưa? Đi đi. Dạ em biết rồi. Thôi được rồi, tụi bay ra ngoài chút đi. Anh có công việc ha. Dạ. Dạ. Đây là Lam. Lam là Lam là bạn gái của em. Còn đây là anh Lũ, là chủ khách sạn, cũng là một người anh của anh. Có chuyện gì nói đi. Anh Lũ, từ nay em muốn Lam ở chung với em. Cái gì? Sao lướt mày? Sao vậy anh? Có gì mà không được. Anh yên tâm đi. Tiền bạc á, em sẽ sòng phẳng với anh. Coi như anh giúp em lần này đi nha. Giúp em đi nha. Thôi được rồi, mày muốn làm gì thì làm, nhưng mà cũng phải tuân thủ theo quy định của khách sạn nghe chưa? Dạ em biết mà. Cảm ơn anh nha. Đi em. Em là anh Bảy ơi, em có chuyện muốn gặp anh. Cô vô đây đi. Lên đây. Nè, cô vô đi.
có một con điếm thôi mà tìm không ra hả? Thằng đó là thằng nào? Ở đâu ra? Đại ca, đại ca, đại ca bình tĩnh đi ca. Dạ em không biết. Thằng này nó lạ lắm đại ca, hình như là nó trên núi xuống á, nói danh đại ca mà nó không biết. Không biết, không biết cái gì hả mày? Dạ. Con Lam này nó hình thiệt, tụi bay huy động anh em tìm bằng được nó cho tao. Chẳng lẽ nó là ma quỷ hiện hình với ban ngày hay sao hả? Dạ, dạ tụi em đi liền. Đi. Khoan đã. Dạ đại ca. Tụi mày dò hỏi có băng đảng nào, nếu mà nó trên cơ tao á thì gọi điện thoại về báo cho tao một tiếng. Chẳng lẽ vì một con điếm mà bị giang hồ cười vô mặt tao hả? Mày ra mặt đi. Dạ em biết rồi. Biết biết cái đầu mày chứ biết. Nhờ chút xíu chuyện mà làm không xong nữa. Chưa xong cái vụ ông già tao, giờ lại thêm một thằng sỏ mũi vẫn còn làm đi trốn. Tụi bay, mày á, đi kêu thằng nào mua giấy tiền vàng bạc và hãy quay về để tao cúng xả xui. Còn nếu như tụi bay không tìm ra thằng trộm á, tao cho tụi bay lên lò thành heo quay hết. Tụi bay hiểu chưa? Dạ, dạ biết rồi. Biến lại đi. Biết dạ. Cái gì nữa? Đi. Em đi. Mày lấy tao cái gì? Đào quá, rửa mặt còn không được nữa. Cô ngồi xuống đi, tôi chăm sóc vết thương cho. Cô ngồi đi. Đau không? Bình thường. Cô là con gái mà cũng lì đòn quá ha. Cô cũng chịu đau dỗi chứ bộ. Riết rồi quen hả? Chỉ có lần này là anh bao thuốc cho tôi, chứ nếu bình thường mình tôi á, tôi cũng kệ. Ngồi im nha. Sao đang học mà tự nhiên cô lại rơi vào tay tại miếu nổi vậy? Chuyện dài dòng lắm. Nói chung á là tôi cần tiền giúp cho gia đình tôi. Và một ngày đẹp trời á, tôi bị con mụ cùng quê đưa vô làm công ty thằng Tài. Sau đó thì trở thành bạn gái của hắn. Tôi tưởng trở thành là bạn gái của hắn thì tôi sẽ đổi đời, có tiền cho ba má của tôi. Ai dè chỉ một năm sau, cái thằng chó đó biến tôi thành một con điếm ranh ma, chuyên gạt những thằng đại gia làm quan. Mà thôi, bỏ qua chuyện của tôi đi. Nói chuyện của anh. Anh quê ở đâu? Tôi hả? Cù Lao Rạch Tràm, dưới Đồng Tháp á. Rồi anh làm gì? Tôi làm công nhân xưởng gỗ, nhưng mà hiện giờ thì thất nghiệp. Tại sao? Thì tại chưa có hẹn. Anh không nói thật cũng không sao, tại anh cứu tôi mà, anh có quyền. Ai đời làm công nhân xưởng gỗ mà ở khách sạn vậy? Anh giỡn mặt với tôi hả? Sau này thân tình hơn, có cơ hội tôi sẽ kể cho cô nghe về chuyện đời của tôi. Tôi chỉ cần cô biết tôi cũng nghèo như cô thôi. Nếu như tôi nói với cô tôi sống bằng nghề trộm cắp thì cô có tin tôi không? Ăn trộm hả?
ở Sài Gòn này làm nghề ăn trộm cũng nhiều. Nhưng ăn trộm mà sống như anh thì tôi nghĩ không phải là ăn trộm đơn giản. Cô cũng tin ý đó. Nói chung là làm ăn cũng được, nhưng bây giờ thì tạm ngưng. Tại sao? Bí mật. Anh muốn tôi hả? Tôi hơi mệt. Nhưng nếu anh muốn thì... Không, tôi chỉ thích nhìn cô thôi. Làm gái á, thật sự cũng có tiền lắm. Nhưng nếu anh đã vay nợ xã hội đen thì số tiền mà hàng tháng anh phục vụ khách đều vô tay của chủ nợ hết. Tôi buồn quá nên ăn xài dữ lắm. Này nè, tốn tiền á. Sống nhục chi bằng sống trong ảo, rồi giả bộ quên mình đi để mà cười trong nước mắt khi đêm về. Thật là bẻ bàng sau một cuốc đi đêm. Kia, mày đứng đường rồi tiền đâu? Mày nhanh đi, anh Tài đang chờ mày ở nhà đó. Mày có không? Sao với anh Tài? Tao cảnh cáo mày nghe mày, sau này mày nói chuyện với tao đàng hoàng, mày đang sống bằng tiền của tao đó, thằng chó. Được, mày ngon lắm. Một ngày á, tôi phải nộp đúng số tiền cho thằng Tài miếu nổi, nếu không tôi sẽ bị đánh. Tôi làm bao nhiêu năm mà vẫn không dư nổi tiền để mà gửi về cho ba má ở dưới quê. À. À.
cần ngủ. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Anh vừa phải thôi chứ. Anh bắt tôi cài bừa cuốc xới tới 1-2 giờ sáng. Tôi mệt mỏi tới nỗi tôi không tẩy trang luôn nè. Anh thấy không? Tôi là con người chứ đâu phải súc vật đâu. Tao thỏa thuận với ông khách là 5 triệu, mà mày đưa cho thằng Minh có 3 triệu vậy. Mày chiếm 2 triệu phải không? Tiền 2 triệu tao đâu? 2 triệu tao đâu? Hả? Mày không hối 2 triệu ra đừng trách tao, nghe chưa? Nghe chưa? Anh là đồ khốn nạn. Anh là con quỷ sống ám ảnh cuộc đời của tôi. Mày nói tao là quỷ hả? Tao là ma quỷ gì cũng được hết á. Nhưng mà đối với tao, tiền bạc phải rõ ràng. Mày nên nhớ, tao đang nuôi mày trong nhà của tao. Để mày kiếm tiền cho tao, tao đưa mày lên được, tao có thể đạp mày xuống được, nghe chưa? Tiền đâu mày? Trong bóp tôi đó. Ông khách đưa cho tôi bao nhiêu, anh muốn lấy gì thì lấy đi. Lấy đi rồi biến cho tôi nghỉ ngơi. Tao lấy tạm số này, nhưng mà tao cảnh cáo mày, đừng để tao ra tay. Tao có mối điên đó. Thằng tài miếu nổi này sẽ không bao giờ bỏ qua cho đứa nào dám qua mặt tao đâu. Sẵn tao nói cho mày biết luôn, tao sẽ bắt mày kiếm tiền cho tao. Đến khi nào mày thân tàn ma dại, tao không còn lợi dụng mày được nữa, tao đuổi mày ra đường. Mày nghe rõ chưa? Mày nhìn cái gì? Mày đang nghĩ là một ngày nào đó mày tạo phản tao hả? Tao thách mày đó. Hả? Tao thách thằng nào cứu mày đó. Tao thách mày đó. Mày không bao giờ thoát được đâu. Mày nhớ nghe cho mày. Riết rồi, tôi còn không nuôi nổi tôi. Cái mạng còn khó giữ được. Thì làm sao nghĩ tới chuyện lo cho người khác được chứ. Thân con gái như tôi á, bây giờ không có thằng nào dám rớ vô, ngoài mấy thằng đi tìm gái hết. Sao nghe cô nói bi đát quá vậy? Cô còn trẻ mà. Bi kịch của cuộc đời tôi là già đi quá nhanh, mà khôn ngoan thì quá trễ. Tôi là một con điếm, anh nghĩ tôi có thể làm gì được? Ai rồi cũng khác, nhưng tôi thì không. Anh cũng là một thằng giang hồ, anh làm gì khác được không? Làm ăn lương thiện. Tôi nghĩ chứ anh chưa bao giờ nghĩ tới, đúng không? Tôi gớm những kẻ ăn bánh mì nửa ổ, hút thuốc thì lưng chừng, yêu thì cầm cự cho hết ngày tháng. Chán bỏ mẹ, một ngày tu thì chưa chắc thành chánh quả, nhưng một ngày ngu thì biết bao nhiêu hậu quả xảy ra với mình. Ê! Hả? Nè. Ăn đi. Dạ. Ê! Vô! Sao vậy? Chơi vui vẻ đi. Ngồi dậy chơi với anh nè. Có sao không? Cứ thoải mái lên đi, đang vui mà. Vui lắm có đúng không? Em nói có đúng không? Vui. Vui hả? Vui.
Tôi đã dặn cô thế nào hả? Tại sao để cho dính bầu? Bây giờ cô lo giải quyết liền. Lẹ đi. Nhưng mà đây là con của tụi mình, là con của em. Cô nghĩ sao mà nói là con của Tài Miếu Nổi vậy? Tôi nói cho cô biết, đối với Tài Miếu Nổi này sẽ không bao giờ chấp nhận mẹ của đứa bé là một con điếm. Cô nghe rõ chưa hả? Anh nói gì vậy? Tại sao anh lại nói em là con điếm? Tôi nói rồi, nếu mà cô không giải quyết á thì đừng có trách tôi, nhớ chưa? Cô im đi, cô khóc cái gì hả? Cô dặn cô không nhớ à? Đồ ngu. Anh coi thường tôi. Mẹ nó. Hả? Khóc lóc cái gì? Hả? Anh chỉ lợi dụng tôi. Anh xem tôi là một món đồ chơi, là một công cụ để kiếm tiền cho anh mà tôi, có đúng không? Đúng. Vậy thì sao? Hả? Bây giờ mày mới thấy hả? Hả? Coi đi, đây là hình tôi chụp thằng Vũ Lôi, người yêu nó đó. Ngọc Lam. Ủa, anh biết rồi hả? Nó là hoa khôi của thằng Tài Miếu Nổi, đã từng được thằng Tài trọng dụng làm mỹ nhân kế khi giao dịch với những quan chức. Cách đây 2 năm, trước đây tao và thằng Tài có hùn vốn buôn lậu gỗ. Nó đã giao dịch cho tao và thằng Tài vài phi vụ. Anh Tân, giới thiệu với anh Tân á, đây là em gái kết nghĩa của em. Em chào anh Tân, em tên là Lam. Em nghe anh Tài á nói với anh rất là nhiều, bữa nay mới hân hạnh được gặp anh. Em uống với anh một ly nha. Cái anh Tài này, anh nói xấu tuổi gì đó. Trời ơi, làm gì có. Anh Tài á, ảnh khen anh đó chứ. Ảnh nói anh làm việc giỏi nè, mà còn phong độ, đặc biệt á, rất là biết cư xử. Anh Tân, em nói đúng mà đúng không? Anh uống với em một ly đi. Anh Tân, em nói đúng quá còn gì. Chăm sóc anh Tân giùm anh nghe chưa? Dạ. Anh Tân giúp đỡ mình đó. Dạ. Cậu Tài à, thật ra chuyến hàng lần này của cậu với anh Bảy á sẽ khó qua biên giới lắm. Tôi xin lỗi, tôi không giúp được gì. Từ trước tới giờ anh luôn nâng đỡ cho tụi em, bây giờ mà không có anh thì làm sao tụi em khá được chứ. Và nếu không có tụi em á thì ngày hôm nay anh đâu có. À mà thôi, bỏ qua chuyện này đi, mình đang ngồi uống vui mà. Đúng rồi, thôi bỏ qua đi. Bỏ mình qua đang đi. Vui mà. Dạ. Mời anh. Thôi cảm ơn, đừng nói nữa, chúng ta dừng lại ở đây đi. Có qua có lại, bây giờ khó lắm. Lộ ra là bao nhiêu tiền các anh đưa cho tôi cũng thành tiền vàng mã, đốt sư âm phủ cũng vậy thôi à. Thôi tôi xin phép. Nè anh Tân. Anh Tân, trời ơi anh ngồi xuống đây. Sao tự nhiên nóng nảy dữ vậy nè? Mình cứ bình tĩnh từ từ nè. Cũng cái cho mát nha. Đi anh.
Trời ơi, em nói thiệt với anh Tân á, toàn bộ vốn liếng gia sản của gia đình em là đổ dồn vô cái số gỗ này. Nếu như đợt này mà bị hải quan cửa khẩu bắt thì trời ơi, tụi em bị sạt nghiệp đó. Anh có cách giúp tụi em mà đúng không? Nếu mà anh giúp á, là em không có quên ơn anh đâu. Anh giúp được mà phải không? Tình hình bây giờ căng lắm em mà. Trời ơi, căng cái gì, khó cái gì, anh cũng lo được mà, đúng không anh? Thôi, bây giờ mình đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Có gì từ từ mai mình tính ha. Mấy anh đừng có ép anh Tân, để cho ảnh vui vẻ một chút. Ok. Thôi, em mời anh. Mà em nói anh nghe nè, mình đâu phải có tiền là có tất cả đâu, đúng không anh? Đúng, cô Lam nói hay quá. Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ lại. Mấy người đừng ép tôi, để tôi mất vui à. Dạ, thôi, dạ, vui đi. Đúng rồi, vui mà. Trời anh ơi, Tân. Anh Tân xỉn hả? Anh sao rồi? Em coi lo cho anh Tân đi. Hôm nay uống với anh em như vậy vui quá. Dạ. Thôi, uống với anh em một ly nữa. Rồi, dạ, chuyện gì mình tính đúng sau. Đúng rồi, dạ. Vô đi. Vô. Uống hết luôn nha anh. Anh Tân giỏi. Hay quá. Chào mọi người về nha. Anh Tân về. Anh Tân về hả anh Tân? Anh Tân à, anh sao vậy? Uống với em nữa đi anh Tân. Anh Tân. Thì anh lo chuyến hàng của em bị giam ở biên giới đi. Thì ra mấy người. Được, tôi sẽ báo công an bắt hết tất cả mấy người. Báo công an hả? Đúng vậy. Chết rồi, tôi sợ quá à. Giờ sao đây? Nếu vậy á, anh nhớ đưa cho công an coi mấy tấm hình này luôn nha. Thì ra mấy người đã gài bẫy tôi. Tôi sẽ xóa hết mấy tấm hình này. Xóa đi, anh cứ tự nhiên xóa. Tất cả những hình này tôi đã gửi hết vào hộp thư rồi. Mà tôi có nhiều hộp thư quá à. Chắc cũng khoảng 3-4 cái gì đó. Nè, anh lo giúp số hàng cho tôi đi. Biết đâu được là chuyến sau á, tôi đến với anh thiệt rồi sao? Nhìn anh cũng rất là phong độ đẹp trai. Cô. Anh Bảy. Anh Bảy. Chú hàng em rồi đó anh. Anh Bảy. Lam. Em giỏi lắm. Nhờ tài nghệ của em mới gài được ông Tân thôi. Từ xưa tới giờ chiêu mỹ nhân kế luôn luôn có hiệu quả mà. Kỳ này lời khảo anh Bảy ha. Tất nhiên rồi, gỗ lậu mà, 1 lời 10. Anh Bảy, chuyến hàng lần này mình chia 3 được không anh? Mày nói gì kỳ vậy? Lúc đầu tao với mày đã thống nhất với nhau là chia đôi mà. Anh không thấy là Lam có công rất lớn trong chuyện này sao? Anh nghĩ đi, nếu không có Lam á thì số gỗ đó có qua được cửa khẩu mà về tới đây hay không? Đúng rồi đó anh Bảy. Tôi bán mạng bán thân vì cái vụ này. Không lẽ anh hẹp hòi với tôi sao? Mẹ tụi bay lật lọng hả? Tụi bay giỡn mặt hả? Chỉ chia đôi thôi, mày và con Lam là một. Tưởng tao không biết hả? Đừng có qua mặt tao. Nếu tôi không chịu thì sao? Tôi sẽ rút hết vốn ra, tôi không làm ăn với anh nữa. Mày hù tao hả? Được, kể từ nay đường ai nấy đi, đất ai nấy sống. Tụi bay còn nhỏ, đừng có láo. Chưa biết ai thắp nhang cho ai trước đâu. Anh nhớ câu nói này nha. Tao nói tao sẽ nhớ. Đi em. Tôi chống mắt coi anh xử sao vụ này.
Nhớ, giám sát cho thật kỹ hành động của thằng Vũ và con Lam cho tao. Dạ. Ờ, nhưng sao anh Bảy không cho tụi nó bưng lên nơi khác đi? Cái thằng này chơi hàng dữ quá, tụi em phải canh chừng nó hoài mệt quá. Nếu mà công an mà khám xét khách sạn là mệt lắm anh Bảy. Tao biết chứ, cho nên tao mới nhờ mày giúp cho tao. Nó với thằng bạn của nó đang hái ra vàng, kim cương và đô la cho tao. Ờ, thật sự mà nói tao chưa từng thấy thằng siêu trộm nào có máu lạnh như nó. Công an sẽ không bao giờ tìm ra những thằng tội phạm nếu như chủ nhà trọ và chủ khách sạn như mày và ông Chính chịu che giấu cho nó. Tao nghĩ chả bao giờ tìm được nó đâu. Nhưng mà thằng này không có dễ uống lăng đâu anh. Yên tâm đi, tao có cách sẽ uống nó. Khi cần tao sẽ nhờ tới mày. Bây giờ bằng mọi cách mày đừng để cho công an thấy động tĩnh hay dấu vết gì, nghe chưa? Mà nói gì thì nói, đừng coi thường công an. Trinh sát của họ bây giờ giỏi lắm đó. Tôi mà giấu thì ma không biết quỷ không hay. Nhưng mà anh cũng phải dằn mặt đó. Ló đi chơi vô vậy trước sau gì trinh sát cũng về khách sạn của tôi à? Ây à, con Lam là con Liếm anh quên rồi sao? Tao biết, cái đó tao không có lo. Cái mà tao lo bây giờ là thằng Tài Miếu Nổi kìa. Cho nên mày phải cho đàn em tăng cường bảo vệ khách sạn và bảo vệ hai đứa nó cho tao. Dạ. Mày làm việc này sẽ không có thiệt thòi gì đâu, yên tâm đi. Ừ? Cầm lấy mà xài. Dạ, cảm ơn anh. Nhớ lời tao dặn đó, về trước đi. Dạ, em xin phép em về ha. Tại tôi mà anh không ngủ được hả? Không, tôi cũng thường hay khó ngủ lắm. Anh chơi thuốc lâu chưa? Cũng lâu rồi. Còn cô? 2 năm. Nhìn cách anh chơi thuốc á, là tôi biết anh không có hiền lành gì. Nhưng sự hư đốn của anh không ảnh hưởng gì đến sự an toàn của tôi. Bởi vì tôi cũng là con nghiện. Nhiều đêm tôi nằm mở mắt tới sáng, trong đầu tôi hiện ra nhiều thứ lắm. Anh nghĩ gì? Như bây giờ nè. Tôi nghĩ về ba tôi thôi. Ba anh đâu? Má anh nữa? Má tôi mất rồi. Còn ba tôi, tôi là một thằng khốn nạn. Nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Tôi sợ lắm. Tôi là một thằng không có ngày mai. Tôi là một thằng chạy trốn. Ai cũng từng chạy trốn. Mỗi người đều từng chạy trốn một người. Người này trốn người kia, người kia trốn người khác. Mỗi người trốn mỗi kiểu khác nhau. Chẳng ai giống ai hết. Đó chính là cuộc sống mà. Cuộc đời này cứ trôi qua như dòng sông. Không biết có bao nhiêu người giống như tôi, cũng chạy trốn như tôi. Cô uống không?
Biết đâu được, ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi rất là thích Lâm. Tôi từng gặp rất là nhiều cô gái. Tôi xin lỗi, những người đó đẹp hơn em rất nhiều. Thì tôi đâu có nói tôi đẹp đâu. Nhưng mà Lâm rất đặc biệt. Và tôi có cảm xúc với Lâm. Một thứ cảm xúc không phải là nhu cầu của một thằng đàn ông. Nếu như Lâm đồng ý là người của tôi, từ ngày mai tôi sẽ bảo vệ cho em, và em sẽ có tất cả. Tất cả? Ừ. Theo kết quả điều tra hiện trường thì ở vị trí này có ít nhất hai tên đã theo dõi căn nhà trong nhiều ngày và nhiều thời điểm khác nhau. Mục đích của chúng là để quan sát rõ được căn nhà và thói quen của chủ nhà. Cấp trên muốn chúng ta phải nhanh chóng phá án. Hiện nay dư luận rất nóng, bàn tán xôn xao về vụ án này. Kẻ ra tay là một tên máu lạnh. Nhưng khó khăn hiện nay của chúng tôi là sau khi rà soát lại tất cả những thành phần nghi vấn thì vẫn chưa phát hiện ai là nghi phạm và ai là siêu trộm. Các tên cộm cán bây giờ thì chỉ đấm đá, phá phách, hoặc là buôn lậu, hoặc là thu tiền bảo kê. Rất có thể bọn siêu trộm đang núp đâu đó trong một vỏ bọc an toàn, nơi mà các chủ nhà trọ hoặc là chủ khách sạn là đồng lõa đã bao che cho chúng, hoặc là chúng đã trốn qua tỉnh khác. Chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi thêm. Nhưng hiện nay đang diễn ra quá nhiều vụ án mà lực lượng của chúng ta lại có giới hạn. Và thật sự trong vụ án này càng khó khăn hơn, vì đêm xảy ra án mạng, trời mưa quá to đã góp phần xóa hết dấu vết. Thật sự là chúng tôi cần thêm thời gian. Tôi hiểu hết khó khăn của toàn đội. Nhưng cho dù bọn chúng có tinh vi như thế nào, bằng mọi cách chúng ta phải tìm cho ra được hung thủ, lôi chúng ra trước pháp luật để trừng trị. Rõ. Thà chết còn dễ hơn sống như vậy. Sơn ơi, Sơn, Sơn, ê bạn, mở cửa cho mình bạn. Mở cửa đi mày, nhanh lên, nhanh lên mày. Nè, mở sáng sớm nhậu mày. Nè. Mày thiệt, bạn bè nhậu không chịu rủ, nhậu mình không à? À quên, giới thiệu cho mày biết, đây là Lam, bạn của tao. Ừ. Lam đây là Sơn, bạn thân của anh đó. Ừ. Sơn, đi đi. Cái gì? Đi hết đi. Mày khùng hả mày? Đừng đứa nào đứng trước mặt tao hết. Đi. Tao kêu biến đi. Ổng sao vậy anh? Anh đâu có biết, chắc nó bị khùng rồi. Ông bị khùng rồi hả mày? Đi. Mày nhớ nha mày. Đi em, kệ nó đi. Đi. Anh, hay là mình dừng đây đi. Bạn anh bị khùng hả? Khùng cái gì? Nó điên luôn rồi. Anh với nó là cùng quê, hơn còn hơn là anh em nữa. Anh với nó biết bao nhiêu lần giàu sanh ra tử với nhau rồi, vậy mà bây giờ nó vậy đó. Mà hình như có chuyện gì á. Em thấy anh có vẻ tiều tụy lắm. Chuyện gì? Nó thất tình chứ chuyện gì? Nó yêu nhỏ bạn cùng quê. Nhỏ đang là phóng viên gì đó trên Sài Gòn nè, mà nó không có mắt nhìn. Nhà nhỏ đó giàu lắm, bị người ta khinh khi coi rẻ vậy đó, mà cứ ráng đu vô. Đời có câu á, gặp nhau yêu nhau là duyên số, đến với nhau được hay không á
là ẩn số phải đi tìm. Đi tìm gì? Nhỏ đó chắc chắn là có thằng nào rồi, đá nó. Đợi là vậy thôi. Đá tới á thì cho bay tới luôn, đừng có đá lui. Đá lui thì đau lắm. Em cũng biết giỡn quá ha. Anh. Ừ? Bẻ giùm em cái lá dừa đi. Gì vậy? Đi. Bẻ giùm em cái đi. Lá dừa. À, rồi. Nè, em làm gì vậy? Đừng có hối. Wow. Ồ, thành cái bông hồng rồi nè. Em khéo tay quá ha. Em thích xếp lá dừa thành những bông hoa lắm. Ở dưới quê em á, mấy bạn học của em á, đứa nào cũng biết xếp lá dừa hết. Xếp thành hình bông nè, hình con cào cào nè, đẹp lắm. Vậy hả? Quê em ở đâu vậy? Quê em ở Long Sơn á, trên đường đi Bà Rịa Vũng Tàu á. Anh biết chỗ đó không? Ở quê em á hả, nghèo lắm. Dùng nước lợ, rừng ngập mặn, nắng thì cháy da cháy thịt. Trời, anh biết không, đây là lần đầu tiên mẹ em được tự do á. Muốn làm gì thì làm, đã quá. Trời ơi, đã quá. Đêm nay á là em không phải đi khách kiếm tiền cho tụi hút máu người. Em rất sợ bóng đêm đường phố, vì khi bóng đêm xuống á là tụi đàn em đến lôi em đi. Em còn trẻ còn xài được thì tụi nó còn chiếu cố, chứ vài năm nữa em già rồi, tụi nó đá em chết bờ chết bụi ngày nào không hay. Thật tài miếu nổi hả? Anh cũng muốn biết nó là thằng nào. Nè, anh đừng có đụng tới nó nha. Trời, anh đụng tới cọng lông chân của nó thôi, anh chết mà không biết sao mình chết luôn á. Trời ơi, thoát được tụi nó là một điều không thể. Ngay lúc này á, em cũng không biết được là ngày mai mình sẽ ra làm sao nữa. Thằng Sơn bạn anh nói một câu, nói là ông trời luôn cho chúng ta một cơ hội, và đó là ngày mai. Em đừng có sợ bóng tối nữa, ngày mai chắc chắn em sẽ có một cơ hội mới. Anh sẽ không cho ai đụng đến em, ăn hiếp em nữa đâu. Thôi vậy đi. Từ bây giờ á, em sẽ là bạn gái của anh, bạn gái của thằng Vũ này. Chắc chắn không ai dám đụng tới em đâu, anh sẽ bảo vệ em. Em chỉ cần một vài đêm tự do thoải mái như vậy là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Không, anh không giết ai hết. Anh không phải là người giết cô gái đó. Vậy thì ai? Vậy thì ai vào đây nữa? Em tin anh đi, anh không hại cô gái đó. Tại sao mày lại bao che tội phạm? Bao che tội phạm là có tội đó, là ở tù đó. Không, tao không thể tố cáo anh Sơn được. Anh không phải là kẻ máu lạnh. Ra tay độc ác, cướp của, giết người là bọn máu lạnh. Mày không thể nào dung tha. Mày mất trí rồi hả? Nhưng mà anh Sơn đã cứu tao 2 lần. Không, 3 lần mới đúng. Nhưng mà bây giờ anh Sơn của mày đã trở thành ác quỷ rồi, đội lớp người hiền lành, giết người không gớm tay. Tao tin anh Sơn không phải là kẻ giết người. Nhìn vào mắt của ảnh, tao biết là ảnh không có giết người. Vậy thì ai giết cô gái đó? Có thể là một người nào đó. Tao tin ảnh.
Trước mặt tao, anh rất hiền và rất là đáng thương. Mày đã yêu nhầm tên Máu Lạnh rồi Thu à? Y chang phim ác quỷ Dracula, ban đêm chúng mới hiện hình. Tỉnh táo lại đi Thu. Mày là một nhà báo, mày phải kiên quyết đấu tranh với lại cái xấu, phanh phui những việc làm xấu, không thể bao che tội phạm. Tao không thể, tao khổ tâm lắm rồi, tao không thể nhìn anh ấy vô tù được. Nhưng như vậy mày đang tiếp tay cho những kẻ Máu Lạnh lộng hành giết người vô tội, chúng phải bị pháp luật trừng trị. Chẳng lẽ không còn cách nào khác để cứu anh Sơn sao? Tao không muốn nhìn thấy anh vô tù. Vô tù là tử hình đó. Không, không, tao không thể nào đành lòng được. Không, không, không thể nào như vậy được. Bây giờ mình phải làm sao? Ông Thu, Thu à, ba má này con có sao không vậy? Có chuyện gì không con? Dạ má hả? Ừ. Dạ không có gì. Ừ, sao má nghe tiếng con ở trỏng mà? Con ngủ con bị mớ thôi à. Ừ. Con à, con có đói bụng không? Ba có đem bánh ếch bánh tét lên cho con ăn đó. Xuống ăn đi con. Dạ dạ con biết rồi má. Ông biết nó có chuyện gì không ông? Biết đâu. Ông à, con Thu nó sao vậy? Tôi lo quá. Alo. Dạ, con chào bác. Con nghe nè bác. Bác nằm có chuyện này muốn nhờ con một chút. Dạ được, bác cứ nói à. Nè Thu, sao mày im lặng hoài vậy? Từ hôm qua tới giờ luôn á, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bộ mày với anh Sơn? Không có gì đâu. Mày đừng có nói tới anh Sơn ở đây nữa. Nè, có gì thì mày nói cho tao biết đi, đừng có giấu tao. Mày làm như vậy là tao lo lắm biết không? Không có gì đâu, suy nghĩ lung tung quá. Nhìn bộ dạng của mày kìa, ai mà biết mày đang che giấu chuyện gì chứ? Đối với tao bây giờ, bài báo cáo tốt nghiệp là trên hết. Ngoài ra không có chuyện gì khác. Mày đừng có tò mò nữa được không? Nhưng mà Thu. Thu. Chào anh. Anh chờ em nãy giờ á. Ừ, hoa kìa. À, cổng chướng hả anh? À phải rồi. Dạ dạ, nhà em ở Đà Lạt. Dạ trồng hoa nhiều lắm, trồng hoa cẩm chướng nữa, đẹp hơn cái này nhiều. À. Thiệt. À, hình như có cái gì sai sai ở đây á. Dạ thôi em đi trước, không có làm kỳ đà hai người nữa, đi nha. Ừ. Bạn em vui tính quá. Anh tặng cho em nè. Sao lại tặng hoa cho em? Có lý do gì hả? Thì em cứ nhận đi, chứ không lẽ em để cho anh cầm hoài. Đi uống cà phê với anh nha. Em bỏ qua cảm chướng này, hy vọng là tinh thần em sẽ thoải mái, không có căng thẳng, lo âu, buồn phiền nữa, hả? Sao anh biết em đang căng thẳng và lo lắng? Ai quan tâm em, nhìn vô mắt em á là cũng thấy hết. Hình như là em khóc rất là nhiều đúng không? Có chuyện gì buồn nói cho anh biết đi. Anh sẵn sàng chia sẻ với em mà. Anh đoán sai rồi. Hôm qua bụi bay vô mắt cho nên em bị đau mắt vậy thôi. Với lại em ngủ không được. Thôi, em đừng có giấu anh.
Nhìn em á là anh biết em đang có chuyện rồi. Thôi bây giờ vậy, anh sẵn sàng làm luật sư riêng cho em. Ai bạn hiếp em á thì em cứ nói anh đi. Anh lắng nghe rồi anh tìm cách giải quyết cho em ha. Thật ra em cũng không muốn ai giải quyết chuyện của mình hết. Như vậy chẳng khác nào mình dựa vào tinh thần của người khác mà sống sao? À, ý anh không phải như vậy. Thật ra thì có những nỗi lo lắng buồn phiền, nếu như mình được một người khác chia sẻ, dù ít dù nhiều gì thì cũng vơi đi, đúng không? Nhưng mà có những chuyện xảy ra không phải mình nói ra là vơi hết nỗi buồn đâu anh. Mà khi nói ra, nó lại khủng khiếp hơn là mình để ở trong lòng nữa. Nếu như em không thể tâm sự với anh thì em có thể im lặng. Đôi khi là sự im lặng đó là cách tốt nhất trong những trường hợp không thể nói ra như em vừa nói gì đó. Anh có thể về nếu như mà thấy là em mang lại bực bội cho anh. Tại sao em nói vậy? Nếu như mà anh về á thì anh sẽ không đến tìm em đâu. Nếu như anh về, anh sẽ mất đi một cơ hội được làm bạn với em. Thật ra thì anh biết em đang bị khủng hoảng tinh thần một chuyện gì đó. Ba má em có gọi cho anh rồi. Nhưng mà anh tới đây á là bởi vì anh muốn tới gặp em, chứ không phải vì ba má em nhờ đâu. Em có thể cho anh làm bạn với em được không? Bắt đầu từ những tin nhắn nhỏ thôi. Anh sẽ không có nhắn dài đâu. Anh chỉ nhắn chúc em ngủ ngon, muốn em vui, nhắc em ăn cơm đúng giờ, nhớ đi ngủ sớm, vậy thôi. Em xin lỗi anh, vì có những lúc anh nhắn tin cho em mà em không trả lời. Em khách sáo quá rồi. Có gì phải xin lỗi anh đâu. Em có quyền im lặng, chỉ cần em xem tin nhắn của anh là được rồi. Em hãy bỏ qua mọi vấn đề căng thẳng với em đi, để em học tốt hơn, vì sắp tới em phải làm báo cáo đề án nữa rồi. Có lẽ em đang bị mất niềm tin, em đang chơi vơi, em đang đi tìm hạnh phúc của em, nhưng mà hình như tất cả đã tan chảy rồi. Anh ạ, hạnh phúc có thật trong đời không anh? Bây giờ em giống như đang đi trên một con đường không có lối thoát vậy. Hạnh phúc là quả lắc, nó nằm giữa nụ cười và nước mắt. Khi mà em bế tắc, em đừng tự đi tìm một lối thoát, mà em phải đi tìm một hướng đi. Nói thiệt ra thì anh cũng không phải tài thánh gì đâu. Anh cũng liên tục thất bại, rồi bế tắc. Lúc đó anh đi tìm lối thoát, nhưng mà đi một vòng thì anh cũng trở lại con đường ngõ cụt đó thôi. Anh nghiệm ra rằng mình nên đi tìm một hướng đi khác. Cảm ơn anh ngày hôm nay và cả bó hoa nữa. Em sẽ cắm trong bình trên bàn học của mình. Chỉ cần em thấy vui là được rồi. À, mai mốt có chuyện gì cần chia sẻ, em cứ alo cho anh, anh sẽ luôn ở bên em. Anh rất muốn cho em thấy rằng niềm tin còn rất nhiều ở xung quanh mình, và con đường phía trước không hề khó khăn và u tối giống như là em nghĩ đâu. Chỉ là em vẫn chưa kịp nhận ra tình cảm của người ta dành cho em thôi. Thôi, em phải vô nhà rồi. Anh về cẩn thận nha. Dạ, thưa ba, con mới về. Con. Má. Con. Hoa đẹp quá. Ai tặng con vậy? Dạ, anh Huấn tặng đó má. Ủa, Huấn tặng con hả? Ừ. Thôi, con đi vô phòng đi, rồi thay đồ ra ăn cơm con. Dạ. Alo, dạ. Anh hả? Dạ. Anh Trọng ơi, báo cho anh một tin rất là vui nghe. Thằng Huấn con nhà anh là nó mới tặng hoa cho con Thu nhà tôi đó. Vậy là mình vui quá ha anh. Hôm nào anh em mình phải làm một chầu để ăn mừng nghe anh.
Dạ. Ông gọi điện báo cho anh Trọng đó hả? Báo cho anh Trọng cái tin vui thằng Quấn nó tặng qua cho con Thu mình. Mà ông nè. Hả? Tôi thấy có cái chuyện này nó kỳ kỳ á. Kỳ gì? Hơi thắc mắc một chút. Tại vì á, tôi coi trong phim, trong sách báo á, thì tình yêu á là người ta thường tặng hoa hồng. Mà đằng này á, thằng Quấn tặng con Thu hoa cẩm chướng. Cẩm chướng có ý nghĩa gì? Bà hỏi tôi hỏi ai? Hồi đó giờ tôi có tặng hoa cho bà đâu mà tôi biết. Mà tôi thấy cái này nó cũng chướng thiệt à nghe. Chúc em hạnh phúc. Sơn, có lẽ mối nhân duyên mình và anh Sơn nên kết thúc. Mình đã cố gắng hết sức mà không thể có được niềm tin thì phải chấp nhận gói chặt kỷ niệm vào trong tim và để nỗi buồn trống vắng ra đi. Tình yêu đầu tiên của mình, tôi ơi. Sơn hả? Có chuyện gì mà em gọi chị giờ này vậy? Em không sao hết. Em chỉ muốn hỏi là nhà mình vẫn bình thường hả chị? Chị có khỏe không? Má và hai đứa nhỏ vẫn tốt chứ? Vậy mà em làm chị giật mình. Chị tưởng là có chuyện gì xảy ra với em chứ. Ở nhà mình á, mọi người đều khỏe hết á. Em đừng có lo. Em lo thân của em, lo mà làm việc cho tốt đi. Cũng đừng có thức hôm thức khuya mà hại cho sức khỏe. Ủa Sơn, em có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì nói cho chị nghe đi. Em không sao. Tại vì em nhớ nhà, nhớ quê mình, nhớ chị quá. Nhà cửa bây giờ sao rồi chị? Má khỏe chưa? Chứng đau lưng của má sao rồi? Má vẫn còn đau. Hình như là cột sống của má có vấn đề. Có đi lên quyền khám, người ta nói là bị gai cột sống. Uống thuốc tập thể dục một thời gian, không khỏe là phải mổ đó. Má nghe vậy á, sợ quá không có dám đánh bài. Hôm nay dậy sớm á, tập thể dục, thấy cũng tội lắm. Anh hai cọ có Thơm ở nhà coi chừng và dạy cho ảnh nhiều thứ lắm. Ảnh cũng không có còn đi phá làng phá sớm nữa. Dạ. Chị ơi, hai cháu có ngoan không chị? Ngoan. Con vừa dạy con bữa học thấy thương lắm. Mà dạo này á, tụi nó nghe lời con Thơm không hà? Chắc là Thơm á, hay nói chè cho tụi nó ăn. Sơn à, em mà nghe chuyện về cuộc đời của Thơm á, em thấy tội lắm, thương lắm. Mình nghèo, mình khổ, mà cuộc đời của Thơm á, còn khổ và nhục hơn chị em mình nhiều lắm. Chị thấy á, mình còn sung sướng hơn người ta. Em thấy ở trên Sài Gòn á, có cái gì á, mà hay hay lạ lạ, em mua về gửi cho chị để chị cho nó nghe. Chứ nhiều lần chị đưa tiền nó không chịu lấy. Tội nó lắm, cứ cặm cụi làm việc nhà suốt à. Nó phụ chị bán, không có nghỉ ngơi chút nào hết á. Làm như ông trời đưa nó vô nhà mình để giúp chị trong lúc má bị bệnh vậy đó. Vậy là ông trời thương chị em mình đó em. Dạ. Em ở trên Sài Gòn sao rồi? Công việc của em sao? Em vẫn bình thường. Chị đừng có lo lắng quá, em không sao đâu. Vậy thôi nghe em. Dạ, chào chị. Tại sao Sơn lại gọi cho mình vào giữa khuya như vậy? Có chuyện gì sao?